hội quân từ đầu tháng 6 để chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á trên sân nhà. Đội tuyển bóng chuyền nữ U23 quốc gia đã trải qua quãng thời gian tương đối dài để hoàn thiện những miếng đánh của mình. Những pha phối hợp trên lưới giữa chuyền hai và các chủ công đã ăn khớp hơn. Đặc biệt, khả năng chuyền một và phòng thủ của đội cũng đã được cải thiện rõ rệt. Hiện tại, toàn đội đang rất hưng phấn và tự tin bước vào giải đấu. Đầu tiên là về cái tinh thần của các em rất là tốt. Thứ hai thì cũng có một cái thời gian để khắc phục mấy cái điểm yếu khi mà giải vừa rồi thiếu Indo. Nên là về mình cũng chuyên để gọi là khắc phục những cái phòng thủ ở bước 1. Thật ra là con cũng không có thấy là áp lực cho lắm, tại vì thi đấu tại sân nhà thì có khán giả ở nhà cổ vũ cho tụi con, cũng là động viên tinh thần cho tụi con rất là nhiều nên tụi con cảm thấy tự tin hơn. Trong đợt tập trung vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 quốc gia đã tham dự giải bóng chuyền giao hữu quốc tế trên cúp Hòa Bình được tổ chức tại Indonesia và thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi xuất sắc khi giành được chức vô địch tại giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á lần này. Mặc dù không đặt mục tiêu cụ thể, nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ cố gắng tái hiện thành tích hạng 3 chung cuộc như ở giải đấu lần trước.